Xin chào quý vị, Mỹ Đức hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Đời Nghệ Sĩ do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, rất nhiều các nghệ sĩ đã đến với không gian này, đặc biệt là các ca sĩ và một số nghệ sĩ cải lương. Nhiều tiết mục biểu diễn cũng được quý vị tán thưởng cùng với những câu chuyện thú vị đi cùng với cuộc đời của người nghệ sĩ. Và hôm nay đã đến lúc để chúng ta cùng bắt đầu những câu chuyện mới với những nghệ sĩ lần đầu tiên đến đây, đặc biệt là những nghệ sĩ ở một lĩnh vực mà rất nhiều quý vị khán giả yêu thích như diễn viên sân khấu và điện ảnh. Hôm nay hãy cùng chào đón một khách mời rất đặc biệt, hẳn đã từng là gương mặt của mọi nhà, mọi người, nghệ sĩ Phương Dung. Vâng, Phương Dung xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đời Nghệ Sĩ và chị chào em Minh Đức. Chào chị Phương Dung, phải nói là chắc quý vị nhìn hình ảnh chị Phương Dung ở đây là nhớ ngay, ra ngay một loạt những cái vai diễn kinh điển của chị Phương Dung. Bản thân Minh Đức đây, mới tối hôm qua mới mở mạng ra và xem lại một cái vai mà mình đặc biệt thích. Nó chỉ là một cái vai phụ trong một phim truyền hình rất là nhiều tập thôi, nhưng mà ngày đó mình nhớ là sáng chủ nhật nào mình cũng mở tivi ra để xem và chờ cái nhân vật rất là thú vị xuất hiện. Đó là vai diễn trong bộ phim Người Mẹ Nhí. Chị nhớ không? Đó, đấy, lắm đó là vai diễn trong phim Người Mẹ Nhí. Có rất nhiều các vai diễn, nhưng mà tự nhiên em rất nhớ cái vai bà dì Giáng Thu của chị. Vì mỗi một lần bà xuất hiện ấy là đã thấy buồn cười rồi. Ngày hôm nay Minh Đức nghĩ sẽ có nhiều câu chuyện mà không chỉ Minh Đức mà chắc nhiều quý vị khán giả cũng rất là tò mò muốn được chị Phương Dung chia sẻ đằng sau những vai diễn đặc sắc của chị. Thế nhưng mà trước khi đến với câu chuyện những vai diễn đấy thì mình có cái điều này hỏi chị. Chị Dung ơi, bây giờ chị còn làm được bánh cuốn không? Ủa sao lại hỏi vậy? Ý của em là nói là chị là một người nội trợ không đảm đang, hay là cái chữ bánh cuốn nó có liên can gì tới cái cuộc đời của chị không? Trong rất nhiều những câu chuyện về chị thì em biết có một câu chuyện liên quan đến bánh cuốn. Em đang nói về cái ngành kinh doanh bánh cuốn của chị ngày xưa đó phải không? Đó là cái quá khứ, cũng cách đây cũng tầm theo chị nghĩ là hơn 30 năm. Thật sự ra là bây giờ vào cái thời điểm này thì nghệ sĩ có thêm nghề tay trái buôn bán là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ngược lại ngày xưa chị không phải là như vậy, bởi vì cái nghề chính của mình không đủ sống, thành ra bắt buộc mình phải làm nghề tay trái nữa, mà cái nghề tay trái này nó không liên quan gì tới cái nghề nghệ sĩ của mình hết. Cho nên cái thời đó bán là phải nói là can đảm lắm mình mới bán, chứ bây giờ nghệ sĩ đi bán là thường. Còn hồi đó mà nghệ sĩ mà đi bán người ta nhìn đó thì mình có cái những cái mà kia là mặc cảm đó. Nhưng mà buộc lúc đó là chị phải đi bán thôi. Mà không phải là bán là có một cái nhà hàng rồi khai trương tới qua, shop qua, tới tặng đâu. Mà nó chỉ là một cái bàn bị dài 1 mét, bị ngang nửa mét thôi. Và 4-5 cái ghế đẩu thiệt là thấp, ghế cây ngày xưa. Thành ra cho dù là bây giờ là cái hiện tại và cái tương lai của chị, có thể là em nhìn thấy chị quá rực rỡ, nhưng mà chị không bao giờ quên được cái quá khứ đó. Bởi vì có quá khứ đó mà mình mới có được hiện tại và cái vững chắc ở tương lai. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy á, chị cảm thấy như thế nào khi mà có đồng nghiệp của mình ghé quán của mình ăn bánh cuốn? Cái đồng nghiệp của mình á, thì nó cũng không nhiều. Lúc đó thì để mà đào tạo ra trường một người nghệ sĩ thật sự là hơi khó khăn, chứ không phải là bây giờ là quá trời. Với lại lúc đó là chưa có khẩu trang nha, mình không có bịt mặt được nha, mình đưa cái mặt ra vậy mình bán. Nhưng mà người ta ít nhiều người ta biết là mình nghệ sĩ, nếu mình để mặt mọc á thì cũng hơi xấu, cho nên cứ điểm một chút xíu kem phấn đồ cho nó trịnh trọng chút xíu. Thời đó là chị nhớ là chị bán một ngày như buổi sáng như vậy là chị lời chỉ có 20 ngàn, đủ trang trải cái tiền nhà trọ, tiền phòng trọ, tiền ăn uống mỗi ngày. Cứ bán ngày qua ngày lại vậy đó, chị nghĩ là chắc chị không còn trở lại cái nghề diễn, cái nghiệp diễn của mình nữa. Thì có một lần là thầy Chính là trưởng đoàn của đoàn Kinh Đá Bông Hồng, thì vô tình thôi một buổi sáng đó thầy đi ngang qua, rồi thầy cảm thấy thầy đói bụng, thầy mới ghé vô cái quầy bánh cuốn thì gặp Phương Dung. Mà ngày xưa lúc đó là Phương Dung là cũng là một cái diễn viên thứ 9 ở đoàn Kịch Nói Kim Cương. Thành ra khi mà thầy thấy Phương Dung mà ngồi bán bánh cuốn mà không có phải được cái ghế xịn nữa, ngồi cái ghế cây nhỏ nhỏ thấp thấp á, thầy khóc cho Phương Dung khóc. Thầy rớt mắt, thầy nói là con có tài và con diễn rất là hay mà mới có 20 mấy tuổi à, thì tại sao bây giờ bỏ nghề mà để ngồi trong một cái góc kẹt để bán bánh cuốn như vậy. Có nói với thầy là vì mình nghỉ làm đó rồi mình không đủ tiền sinh sống, thì thầy nói là về đoàn thầy sẽ là trợ cấp cho tất cả mọi thứ để trở về cái nghề của mình. Thì chính thầy Chính là đã đưa Phương Dung trở lại cái nghiệp sân khấu ở đoàn Kịch Nói Bông Hồng. Nói về Dung thì điều đầu tiên mà Thanh Thủy rất là mến Phương Dung là Dung rất là yêu nghề và Dung cũng chịu khó lắm. Dung lăn lộn từ những cái bước mà mới ra trường rồi đi diễn tấu hài, lang bạc kỳ hồ dữ lắm. Cái tánh tình cô này rất là bộc trực, nó dữ lắm.
không phải gì nó làm liền luôn á, chứ không phải giống như mình là còn e dè hoặc là còn nén lại ở trong lòng xong rồi đau khổ một mình thì không có. Dung nó làm liền luôn á. Nhưng Dung rất là tốt, cái sự chịu đựng ở cái chỗ là tôi làm đúng thì các bạn phải công nhận tôi, và nếu như có cái việc gì không phải là bạn phải phản ứng lại liền. Chính vì vậy cho nên rằng là Dung là một diễn viên thuộc ở cái dạng là tính cách tất cả mọi người đều ai cũng quý cũng thương, mà thương một cái vai ác là cái vai tàu thị, nhưng mà Dung rất là có duyên. Và ngoài ra với cái cuộc sống đời thường như thế này, Dung là một người cũng rất là nhân hậu. Mẹ, ủa nằm chờ xuống lũng hay là nằm chờ cái gì mà hả ông ra vậy? Ủa mẹ, trời đất ơi, giờ này không lo đi chăng mà nè, cái đầu bị cái gì vậy? Nè, mới lụm dưới ống cống á, tính tặng mén nè. Cái gì? Lụm ở dưới ống cống mà đi tặng cho mén hả? Giữa hồ cá tra rồi. Trời đất ơi, rửa hồ cá tra nó còn tệ hơn lụm ống cống nữa. Thôi nhưng mà không sao, mai mốt rút kinh nghiệm nha. Có tặng cái gì á, phải đi rửa nước sông đàng hoàng nha. Ừ. Đẹp không? Đẹp. Ấy, mén có cái này tặng cho Tèo nè. Nhắm mắt lại đi. Ai nói nè. Ồ, đẹp quá ha. Mua đó chứ không có lụm ở đâu đâu ấy nghe. Chết rồi Tèo ơi, quên nữa, hôm nay ra thăm Tèo rồi, mai mốt không biết là mén có còn được ra thăm Tèo nữa không nữa. Ủa mén chết hả? Vậy đó bà, mà không phải tôi chết đâu. Chứ sao? Mà tía bắt tôi lấy chồng đó. Lấy chồng? Ờ. Ủa lấy ai vậy? Mắc mơ tới cậu. Ủa giọng cái thằng nào ta? Giọng khốn nạn nào vậy? Cái giọng này quen lắm nè. Tôi cũng nghe quen á. Ê, qua đây biểu mày. Đi qua đây. Dạ, chào bác. Tía. Cái gì? Con giỏi lắm, mày hay lắm. Tôi báo chứ cậu biết hết chưa? Con mén lấy ai không quan trọng, mà chắc chắn một điều, không phải lấy cậu. Mà tía ơi, con thương anh Tèo. Nhanh mà đi. Nhưng mà con. Im. Nhưng mà con. Đi về. Tía, con thương anh Tèo, tía bắt không gả gả con người khác, con kêu đâu tía. Dạ mày. Tía bắt anh Tèo đi sao? Mén. Ê, đứng lại mày, thằng kia. Đại biểu. Mày hay quá ha, tao báo trước biết rồi chưa? Tao nói cho mày rõ không? Cái gia đình tao đó là nho phong lễ giáo, tao thủ cụ bài tân. Có nghĩa là sao? Trai trong làng mà được lấy gái trong làng. Mày nghe chưa? Tao nói rồi mà, thủ cụ bài tân thì gả tầm bậy tầm ba, trai ngoài làng thằng nào lấy được gái tôi sao? Canh vàng lá ngọc mà. Đất ơi, sao nói người ta mời ăn đám giỗ ở xóm trên, nhà mình ở xóm dưới, mới đi tới giữa xóm núi hàng. Thôi, ngồi ở đây nghỉ mệt chút xíu rồi về nhà ăn cơm với cháu gái mình nó còn có dĩ hơn. Đây lên xóm trên ăn đám giỗ người ta, vòng về xóm dưới người ta ăn cái đám ma của mình. Thôi, ông bà chị ơi, làm ơn cho hỏi thăm bà chị ơi. Bà chị ơi, làm ơn cho hỏi thăm. Người kia mà nãy giờ tưởng chuột rống nó hú chứ. Đâu ạ? Đâu mà tự nhiên kêu người ta có tên có tuổi đàng hoàng, chứ đâu phải cái thứ mèo mã gà đồng nó hở ra chút chút. Kêu đàng hoàng không dừng, hút gió mới dừng. Bảo đảm bà này hồi nhỏ cũng quậy banh nhà lòng luôn nè. Không nói dấu gì bà chị, ngày xưa tôi có người yêu ở trong cái làng này nè. Nàng đẹp lắm, tóc dài xõa ngang vai, mắt bồ câu. Con đậu con bay. Được, là sao? Bà mờ như tôi nhìn thấy ông còn ớn nữa mà. Nói gì người yêu của ông? Nhà có hai cha con nè. Cha thì thích coi hát bội. Hát bội? Còn nàng, nàng thì thích coi cải lương ở xóm đình. Ủa sao bà chị biết? Vậy người con gái đó tên là Nguyễn Thị Mén. Ủa sao bà chị biết? Có phải ông là ông
ngày xưa ở xóm Định Hôn. Ủa bà chị là ai mà biết tôi vậy cả? Mén, Nguyễn Thị Mén nè tèo. Mén? Ừ. Mẹ, không phải mén đâu, xấu quá. Già 60 năm nay rồi sao còn đẹp đẽ nữa ông? Ông không nhớ tôi thiệt hả ông tèo? Tôi nhớ ngày xưa tôi có cho cô mén một kỷ vật là đây lúc nào tôi mang theo bên người một cây kẹp lượm ở ông công giữa hồ cái cha. Thúi ơi là thúi nè ông. Hồi xưa tôi có tặng cho ông một chiếc khăn khăn tiêu hình con chim phải không? Trời ơi, kỷ vật năm xưa đây mà. Mày à. Mày đi đâu mà 60 năm trời biên biển không về vậy tèo? Nhớ thấy mụ nội. Thôi lại đây ngồi với anh đi cưng. À, đừng nói chuyện cưng cưng nghe mắc cười nghe. Ngồi đây. À, lại đây nè. À, thôi tôi về nha ông. Sao về? Trời ơi chứ đây bồ sợ tía la hả? Tía chết thì còn đâu nữa mà la. Dù sao tôi gái đã có chồng rồi. Ôi thì có chồng. Chồng rồi. Bà có chồng rồi. Cái đồ phản bội. Cái đồ qua cầu rút gián. Cái đồ. Đồ gì? Đồ second hand. Đồ cũ quá. Ờ, cũ thì nói bà nó cũ đi. Tại sao bà không chờ tôi? Sao ông biết tôi không chờ ông? Tôi chờ ông quằn quại mò mỏi thê thảm cho đến đúng một. Một năm. Một ngày. Ngày bà làm gì? Tía đánh quá phải theo chồng. Mẹ này khoái lấy chồng lắm nè. Trời ơi, tía đánh quá sao chịu nổi ông? Còn ông sao đi biệt xứ không về vậy? Tôi có hơn gì bà đâu. Là sao? Tôi cũng có vợ rồi bà ơi. Trời ơi, ông cũng có vợ rồi vậy mà ông trách tôi. Cũng may là tôi lấy chồng á, chứ không thôi chờ đợi ông mòn mỏi không biết cuộc chồng là cái gì rồi. Rồi hôm nay về làng chi đây? Thằng cháu nội anh có người yêu ở trong cái làng này. À. Mà nghe nói là bà nội con nhỏ này khó lắm. À. Hôm nay anh về anh kiếm bằng được cái bà này để anh nói chuyện đó em. Thôi già rồi thay đổi tánh tình. Ừ. Tôi quen hết cả cái xóm này, tôi nói một tiếng là được chứ gì. Vậy hả? Mà nhỏ nó làm gì? Nó là cô giáo nghe. Vậy là nó là bạn đồng nghiệp của cháu gái tôi rồi đó. Vậy hả? Ừ. Nó có cái mục rùi ở đây nè. Mục rùi ở đây? Nó tên đẹp lắm, nó tên là Nguyễn nha. Thị Út. Ủa sao bà biết? Nguyễn Thị Út, cháu gái của bà Nguyễn Thị Mé. Cháu bà. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Là sao? Tôi không thể nào cho cháu của tôi lấy cháu của ông được. Bởi vì cháu của ông là người ngoài làng. Ngoài làng? Ông biết gia đình của tôi là lúc nào thủ cụ bài tân hả? Thủ cụ bài tân. Chứ còn cái gì nữa? Có nghĩa là... Tôi nhớ 60 năm trước bà cũng nói với tôi câu này. Thì đó. Cũng vì câu này mà tôi với bà xa nhau. Để bây giờ 60 năm sau gặp lại hai người mà 6 cái chân là... Thôi được rồi, tôi đi về đây. Ê, sao tự nhiên bỏ về vậy? Tôi về tôi kể cho cháu tôi nó nghe. Cháu tôi sẽ kể cho cháu bà nghe. Bà nhớ một điều này. Gì? Một khi mà tôi rời bỏ nơi đây, chắc chắn một điều, hình ảnh cô mén ngày xưa không bao giờ còn trong tâm trí tôi nữa. Chào bà. Ê quê lấy khăn lại không? Tí cô hồn luôn á. Đá bà cái kẹp nè. Vĩnh biệt bà. Tèo. Tèo nào? Anh Tèo chăn dịch của lòng em. Gì vậy mén cưng? Ừ thì tôi chịu cái tụi nó lấy nhau. Cái này là tôi phá lệ. Ừ, có vậy mới mén à. Của anh chứ. Phải nói là nhiều khi khán giả bình thường cũng không để ý thấy những cái góc khuất của đời nghệ sĩ như thế đâu. Và đúng là cuộc sống nó có nhiều những cái mối duyên thật đấy. Nếu ngày đấy, nếu mà thầy Chín mà không bỗng nhiên cảm thấy đói bụng buổi sáng,
Rất có thể là biết đâu bây giờ Phương Dung là bà chủ của chuỗi nhà hàng bánh cuốn thì sao? Đấy. Và mình nghĩ sẽ là một tổn thất cho khán giả phim ảnh vì chúng ta không được chứng kiến vai diễn kinh điển Tào Thị. Cho dù là chị rất là nổi tiếng với nhiều loại vai, từ vai bi, vai hài, nhất là sau này là chị đóng hài rất là nhiều và cực kỳ duyên dáng. Đấy, Minh Đức nhớ mãi cái vai dáng thu là vì thế đấy, duyên vô cùng. Thế nhưng mà nhắc đến chị Phương Dung, người ta nhớ đến cái vai diễn siêu kinh điển của chị là cái vai Tào Thị. Cái duyên nào đưa chị, một cô đào đẹp, đến với một cái vai mà kinh điển về cái ác trên màn ảnh Việt Nam như thế? Thật sự là chỉ có mình em nói chị là một cô đào đẹp thôi. Chứ ngay từ khi mà chị bước chân vào trường nghệ thuật sân khấu là chị đã là cô đào tính cách. Không hiểu sao mà mới nhưng mà chị đẹp thật sự mà. Thì chị đẹp. Ngày đó đẹp thật. Mới năm thứ nhất thôi là toàn là giao giai gì ghẻ, giai phù thủy, giai này, giai nọ, giai ác không à. Thật sự là khi trở về đoàn kịch nói Bông Hồng thì lúc đó mới là được một cái phim là Tào Thị Phòng Công Quốc Qua. Thì cái đó là cũng là cái cơ may thôi, chứ cái vai đó hoàn toàn không phải là của Phương Dung mà của một diễn viên khác. Họ đã cast vai cũng mấy tháng trời, rồi họ tập múa võ cũng mấy tháng trời. Nói chung là cái phim Phòng Công Quốc Qua là chuẩn bị cả một năm trời. Thì Phương Dung chỉ trong vòng một nốt nhạc là 10 phút thôi là Phương Dung lấy cái vai đó một cách tình cờ luôn, may mắn luôn. Đó là nhờ bạn đồng nghiệp của mình là diễn viên, đạo diễn Công Hậu. Lúc đó là bạn đó là vào trong cái vai là Lê Báo. Thì buổi sáng bình thường 6 giờ sáng Phương Dung đang ngủ thì Dung nghe tiếng gõ cửa cọc 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 cọc. Đi đóng phim. Vậy thôi, không cast không gì luôn. Mà mình nghĩ là không bao giờ mình được một cái vai lớn đó. Đi đóng phim thôi, ông khùng á, ông mới 6 giờ sáng ông kêu tôi. Cái nói, cái bạn vai Tào Thị kẹt đột xuất, bây giờ là quýnh quá rồi, bây giờ tất cả mọi thứ đã chỉnh chu rồi. Kêu tôi đi thì thôi đi thì cũng mặt mày cũng sơ sát, không mặc thì dê vậy, kêu đi là đi thôi. Còn nhớ là lúc đó Công Hậu chở đạp xe đạp thì quyến cả cái đoàn xe đang ngồi trên xe đò để đợi Phương Dung. Là Phương Dung cứ lên mà qua rất là hoang mang không biết gì hết. Thì Công Hậu mới giới thiệu là đây là diễn viên Phương Dung, ở diễn ở đoàn kịch nói Bông Hồng, là chuyên môn thủ những vai ác. Rồi xong thế là lên đường, không cần thử, không cần test gì hết. Sau khi mà một phân đoạn đầu tiên là đạo diễn mới nói là trời ơi, cái vai này mới đúng là vai của Phương Dung. Đúng ấy, lại là một cái duyên tình cờ nữa. Và có lẽ là nhiều người không biết là Phương Dung đã có cái vai đấy một cách là trong, như chỉ nói trong tích tắc đi đâu. Tại vì người ta nghĩ là một cái người mà thủ một cái vai mà để lại dấu ấn sâu đậm như thế thì hẳn phải có một quá trình chuẩn bị lâu dài để có thể ngấm cái nhân vật đấy, để có thể mà gần như là sống trong cái nhân vật đấy. Một cái vai ác như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái vai diễn hay là đến cái sự nghiệp của một diễn viên sau này của chị không? Thật sự là cái đó là mình nghĩ đó là cái vai thôi chứ không phải là đời sống của mình đâu. Lúc đó là mình coi như là cũng là tầm cũng gần 30 mà vẫn chưa có chồng. 40 mấy tuổi mới có chồng mà. Thì nó là tại vì đóng Tào Thị đó ác quá, thành ra là cái hình ảnh nó đậm quá cho những gia đình mà cha mẹ của bên chồng mà thấy vậy là sợ. Mà thật sự mà lúc mà mình lấy chồng ngay cả bà mẹ chồng cũng sợ mình nữa. Nói chứ bộ hết người lựa rồi mình lựa cái con này nó ác quá. Coi như là khoảng một thời gian là mình không dám bước chân vào nhà bạn trai của mình, là bởi vì là lúc đó là bà mẹ chồng mình rất là ác cảm mình. Nhưng mà sau này thì bà mẹ mê mình lắm. Và có phải nói là khi mà đóng xong cái vai Tào Thị thì lúc đó chị cũng nghĩ là mình thành công dữ vậy đâu. Thành công mà ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí đôi lúc chị bị sợ. Chị sợ là trời đất ơi, tôi đâu phải là Tào Thị đâu mà tự nhiên sao bây giờ ra ngoài đời tôi bị hất hủi quá. Ngay cả khi mà chị đi lên sân khấu chị diễn mà khán giả biết được, khán giả cũng la. Rồi con nít cũng ghét, thôi con nít ghét không nói gì, mà người lớn cũng ghét nữa. Phương Dung nhớ có lần Phương Dung đóng một cái phim mà ở trong chùa đó, mà buổi trưa đang ăn cơm tự nhiên là cứ nghe nói Tào Thị, cái tường xa đó một bà mẹ lớn tuổi vỗ vai Dung một cái là tự nhiên đau điếc luôn. Sao mày ác quá vậy? Lúc đó tự nhiên mình hoang mang, mình nói ủa không biết là mình đóng vai Tào Thị là mình có đúng hay là sai, nên mà tại sao vậy? Thì chính ngay cả cái bạn đồng nghiệp của nó là trời ơi, lúc trước là đáng lẽ là tôi nhận vai đó nhưng mà sao tôi thấy sợ quá, tôi không dám nhận. Thật sự là cái vai đó nó ăn vào trong người của mình rất nhiều. Đến nỗi có những khán giả nhỏ mà sau này khi mà họ trở thành diễn viên đóng chung với mình thì nó hồi đó em mơ ước được gặp chị để em đánh chị đó chị Tào Thị. Xong cái phim đó rồi là cái khoảng thời gian nghệ thuật của mình lại bị ngắt quãng nữa. Nói chung là hình như là cái cuộc đời nghệ thuật của chị nó ba chìm bảy nổi lắm. Nhưng mà có phải chăng là chính cái sự ngắt quãng đấy á, là quãng thời gian mà nó giúp chị có thể xả được cái vai Tào Thị để sau này chị xuất hiện trở lại trong hình ảnh của một diễn viên hài, là cái điều mà có vẻ như nó không liên quan gì lắm đến những cái vai trước đấy, thế hệ trước đấy của chị? Thì sau khi mình làm cái phim đó rồi thì mình vẫn tiếp tục trở về sân khấu Bông Hồng để mình diễn. Thì lúc đó sân khấu Bông Hồng diễn viên dàn diễn viên mạnh lắm, cho nên là chỉ được những vai mà vai nhỏ thôi. Khoảng thời gian đó là lúc đó là đoàn Bông Hồng lại giải tán, giải thể, sáp nhập với đoàn kịch nói Cửu Long Giang.
để trở thành kịch nói thành phố thì mình lại tiếp tục lại nghỉ nghề nữa. Kỳ này không có buôn bán nữa mà mình đi diễn tấu hài ở tất cả các tỉnh cũng phải 3-4 năm trời. Lúc đó thì thường thường là những diễn viên mà là tính cách á, thì lúc nào cũng có cái máu hài, tính cách về hài và diễn hơi over. Thì bạn đồng nghiệp của mình là diễn viên hài Hữu Phước, là lúc đó là đang diễn chung với anh Lê Vũ Cầu. Khi thì diễn viên hài Hữu Phước mới tách ra để làm riêng. Thì mới nó là thôi bà về nhóm tôi đi, bà về nhóm tôi bà diễn hài. Thì lúc đầu là mình là làm đào đẹp không à, ra rồi làm đào đẹp đồ này nọ không, rồi bắt đầu từ từ là cái một cái tiểu phẩm nổi tiếng nhất của nhóm hài Hữu Phước đó là một dây tốc độ ngàn năm nói ngọng. Mình nói với Phước, ê Phước, tôi nói nhanh quá Phước, hay là bây giờ cho tôi làm tội phạm mà tôi nói một hơi mà tôi không nghĩ đi. Thì Phước nói bà làm được không? Nó được. Từ đó là cái tiểu phẩm đó là hầu như là từ trong nước và ngoài nước lúc đó là rất là ăn. Chị có nhớ được cái câu mà nói một hơi không nghĩ đấy không? Bây giờ mà nói một hơi không nhớ là khó lắm nha. Lúc mà ông Ngọc Hoàng ông ra ông hỏi chứ tại sao ghép tội ta, thì nói dạ thưa Ngọc Hoàng, một khi mà dạ thưa Ngọc Hoàng, một khi mà muốn ghép tội người ta không phải có bằng chứng không mà ghép tội mà phải có nhân chứng đàng hoàng, bằng chứng và vật chứng, cả hai ghép tội người ta đàng hoàng chứ không một khi ghép tội người ta không được. Nói một hơi cái vừa nói xong là khán giả vỗ tay liền. Cái đó cũng là mười mấy hai chục năm rồi đó. Và vừa nãy á, chị có nhắc đến một cái điều mà chắc là trong bất kỳ cuộc đời nghệ sĩ nào nó cũng sẽ có liên quan thôi, đó là chuyện tình yêu và gia đình. Vậy thì bây giờ mình dành một chút thời gian trò chuyện một chút về chuyện tình yêu đi. Một cô đào đẹp này, cô đào tính cách này, một người phụ nữ cá tính ở trên màn ảnh và trên sân khấu như vậy, thì ở trong tình yêu chị là một người như thế nào? Hồi xưa hồng nhan bạc phận là có đó, có thiệt đó. Phải nói là Phương Dung có rất nhiều mối tình, cũng đã một lần lên xe qua rồi đổ vỡ. Sao có đổ vỡ rồi cũng có một cái hàng gắn, rồi lại tiếp tục đổ vỡ cho đến bây giờ là Phương Dung sống một mình. Thật sự ra là không có ai muốn như vậy, hoặc là mình cũng vẫn là một người phụ nữ bình thường khác thôi, chứ không phải nói cái câu là giữa tình yêu và nghệ thuật thì tôi chọn nghệ thuật. Thật sự là bây giờ tình yêu không chọn mình, mới chọn nghệ thuật thôi. Bản chất đàn ông trong người rất là nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái linh cảm, không hiểu làm sao mà chị linh cảm cái là cực kỳ. Và cái thứ ba mà cái đỉnh điểm mà có thể đó là cái nguyên nhân mà chính mà gây thất vọng là quá ghen. À, chị quá ghen. Chị là phải là tình yêu là phải chung thủy. Thành ra khi mà chị thương một người nào thì lúc đó là chị đặc tuyệt đó là chị rất là chung thủy. Và buộc cái đối tượng của mình cũng phải chung thủy với mình. Thành ra khi mà họ có cái lỗi lầm nào thì chị sẽ là người không tha thứ. Chị thương thì thương rất nhiều, nhưng mà khi là chị mà chia tay là chị là người chia tay đầu tiên. Chị rất là tình cảm, chị ta thương ai thì chị thương rất hết mình của mình. Có thậm chí nếu mà bây giờ chị làm ra được 10 đồng thì cái người chồng, cái người yêu của chị là được hưởng 9 đồng. Cho nên khi mà những người đàn ông mà những mối tình của chị đó họ chia tay với chị đó, thì người nào nó đều nói câu là chị là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng bởi vì là chị quá ghen cho nên người ta sợ. Và hẳn là trong cái sợ đấy nó không hẳn là chỉ có chuyện ghen, mà chắc là do những cái cá tính quá mạnh của chị. Đúng như rồi. Chị nói đấy, có thể nói là cho đến ngày hôm nay á, nhìn lại sự nghiệp của chị, một cái sự nghiệp cũng đáng mơ ước đấy, chị có những cái vai diễn kinh điển này. Trong cái thời buổi ngày hôm nay á, khi mà mọi thứ nó đã thay đổi rất là nhiều, thì chị đã thích nghi như thế nào? Thật sự là lúc trước là chị giống như là nữ hoàng truyền hình. Một ngày là chị có thể chị chạy được 3-4 phim. Thì bây giờ chị cũng chạy một ngày 3-4 cái sitcom như vậy. Nhưng mà đồng thời chị nghĩ là cái tuổi của mình á, khi một khi mình đã tới tuổi này rồi thì mình phải nhường cho đám trẻ lên. Thì bây giờ đóng vai mẹ thì mai mốt bà ngoại, xong bà ngoại tới bà cố là thấy hết rồi đó. Thì chị mới nghĩ ra là chị làm YouTube. Thì hiện tại là chị tắm một cái kênh của chị mà chị là điều hành cả luôn, cả một cái group nhóm của chị là 5 người. Cái kênh YouTube của Phương Dung á, là về đi quay nè, ý tưởng quay nè, hoặc là liên lạc với những chỗ quay, hoặc là dựng phim, hoặc là làm thumbnail, là tất cả là đều do một tay chị. Wow. Hết đấy. Và hãy cùng thử nghe một nghệ sĩ đàn em chia sẻ cái sự thán phục của họ về chị Phương Dung như thế nào. Trong đôi mắt em á, thì chị Phương Dung là một kiều nữ hài không có tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì chị Phương Dung có thể sản sinh ra rất là nhiều thế hệ nghệ sĩ con cháu sau này. Nhưng mà chị Phương Dung không hề có một cái nét gì gọi là tuổi tác hết. Lúc nào cũng vui vẻ từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Ngoại hình thì tươi trẻ, tính cách thì vui. Chị Phương Dung là một cái người nghệ sĩ rất là đắt xô nha mọi người. Nhưng mà chị Dung á, có một cái thời gian biểu dành cho cái công việc á, rất là khuôn khổ, là giờ nào việc đó. Nói về chị Phương Dung thì chắc lẽ nói về vai đọc á, là vai Tàu Thị ở trong cái bộ phim Phạm Công Hoa. Nhưng mà ấn tượng đối với em là một cái vở kịch rất là đời, là những đứa trẻ bụi đời.
ngày xưa lần đầu tiên em coi là có chú Hữu Châu nè, có cô Hồng Vân, có chị Phương Dung. Ấn tượng là lúc đó tóc chị Dung xù ra như vậy nè. Em ấn tượng cái cách diễn một cái vai giang hồ, mà cái kiểu mà giang hồ mà thiếu nhi á, nhìn nó rất là dễ thương nhưng mà nó có một sự ngầu ngầu. Chị Phương Dung ơi, em rất là nể phục chị cũng như là rất là kính trọng chị. Thông minh thiệt, chị đã trốn được rồi, hay quá. Đừng lại. Má, con tưởng là con thoát được má đó hả? Má cho con biết nghe chưa, ngày xưa trước khi lấy ba mày, tao là trong xiếc múa lửa lắc vòng làm kỹ đây con. Thoát khỏi tay tao hả? Nắm cái đầu dây kia lại mày. Má, nắm cái đầu dây kia lại, cột vô tay đi con. Bây giờ một lát đây á, người ta tới ta coi mắt mày nha. Mà mày không chịu mày tin không? Mày mà không chịu là tao bóp cổ. Tao bóp cổ tao chết liền tại chỗ nè. Tao bóp cổ tao chết liền. Tao bóp cổ nè, tao bóp cổ nè. Tao bóp cổ nè, bóp cổ con kìa. Này, má liệu. Bây giờ sao? Mày không chịu không? Nè, tao bóp nè, mày thấy cái cổ tao không? Tao bóp nè. Tao mày không cản. Không cản. Má làm lố quá. Thiệt tình ha, không có cách nào dụ được con ha. Thôi được rồi, má quyết định một lát đây người ta tới coi mắt, mà con không chịu đã, má từ con luôn. Bây giờ má lỡ má hứa với người ta rồi, bây giờ hôm nay á con cho người ta qua coi mắt. Ừ, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Má hứa đi. Điều kiện gì con nói thì má hứa hết á. Má hứa. Vô rồi, điều kiện gì cũng được. Đi vô giùm tao cái đi. Xuôi ơi, chị Xuôi ơi, chị Xuôi. Chào chị. Chào anh. Dạ. Dạ. À, xin lỗi chị khỏe không? Xin lỗi anh. Giãn dây ra. Chị khỏe không? Anh khỏe không? À, chị khỏe hả? Anh có khỏe không? À, ý tôi hỏi là chị khỏe không? Không, ý tôi cũng hỏi là anh có khỏe không đó. Tôi hỏi chị trước à. Nhưng mà tôi đàn bà thì phải ưu tiên cho tôi chứ. Sao chị kỳ quá, người ta hỏi trước thì trả lời đi. Nè anh đàn ông anh hơi bị vô duyên nha. Sao vô duyên? Người đàn bà là phải nhường nhịn đàn bà chứ tự nhiên sao tôm tướp người ta vậy? Nhưng mà theo thứ tự người nào hỏi trước người đó được trả lời trước. Bây giờ không theo thứ tự gì hết á, mà theo là ưu tiên cho đàn bà. Không ưu tiên, bây giờ chị khỏe không? Thì tôi hỏi anh khỏe không? Chị trả lời cho tôi đi. Ông trả lời tôi đi. Tôi không trả lời bây giờ, chị trả lời trước đi. Thì tôi không trả lời, trả lời trước đi. Tôi mệt quá, tôi không thèm hỏi luôn. Không hỏi thôi, đi đi, biết. Đi đi, biết. Làm gì ghê vậy? Sao? Ủa mình dẫn con mình đi con mắt vợ. Ủa chị. Anh là lại đây để con mắt con gái tôi. Đúng rồi chị Xuôi. Chết rồi, tôi xin lỗi anh nha. Giảng ra. Dạ. Tôi cũng xin lỗi anh nha. Dạ. Bị hồi nãy giờ mình cũng chưa có hiểu nhau. Dạ. Bây giờ thì anh có thể nhận xét về tôi, trừ cái vụ mà hỏi thăm sức khỏe đi. Anh nhận xét về tôi, anh thấy tôi như thế nào? À, nhận xét về chị hả? Dạ. À, hồi nãy trước khi vô á thì tôi cũng hơi ngại. Còn bây giờ á, nó thật á, nhìn sơ rồi, nói chuyện với chị rồi, cái tôi thấy chị mất dạy. Hả? Gì chị? Anh mới nói chửi tôi mất dạy hả? Đâu có, tôi đâu có chửi chị mất dạy. Tôi nghe rõ ràng, tôi thấy chị mất dạy. Đâu có, ý tôi nói á là tôi nhìn chị á, tôi nói ở đời tôi mới thấy cái người phụ nữ là khốn nạn. Thôi đủ rồi nghe. Cái gì vậy? Nó làm gì chửi tôi mất dạy đã khốn nạn. Đâu có đâu, tôi đâu có chửi gì đâu. Trời ơi, không phải chị ơi, thôi bỏ qua đi. Thôi, chị tha lỗi bây giờ. Chị thấy tôi sao? Tôi nói thiệt. Dạ. Ngoài cái chuyện mà anh đừng nói tôi mất dạy khốn nạn ra. Dạ. Thì có nghĩ là có thể là con người của anh thì nói chung. Dạ. Anh là một người đàn ông thì Cô hồn cách đảng. Chị đừng có ăn miếng trả miếng nha. Xui da nhà mà chửi tôi cô hồn cách đảng là sao? Không có. Tôi ý tôi nói là trời ơi, ý tôi nói là con người của anh á. Chết cha mày nghe con. Nè, vừa phải à. Xui da mà đầu quýnh lộn quýnh lạ mày. Giờ chị ý chị sao? Thôi mệt quá đi.
chẳng qua là tôi bị giật dây thôi. Bị giật dây vậy? Tôi bị dây giật. Thôi bây giờ chị đứng đây nha, tôi cho xuất hiện con trai tôi ra nha. Hết hồn luôn. Ra đi con. Ra đi con. Ra. Đó. Thấy chưa? Đó. Đó. Vô đây con. Đứng đây này, tới đây mày. Hê hê. Dạ. Con anh là con trai là BD vậy? Con trai. Sao xài cái khăn vàng màu hồng, cái đôi vàng màu xanh lá cây? Chắc hết khăn rồi, nó tròn đại rồi đó mà. Vậy à? Ừ. Rồi, con trai tôi vậy đó. Còn con gái vậy đâu. Ra đi con ơi. Chị gì vậy? Ả Rập Xê Út hả? Bậy tà bà. Thì giống bịt mặt giống con anh thôi. Nó bị gì vậy? Vậy con anh bịt mặt bị gì vậy? Nó đi ra đường nó bị khói bụi nó bịt ra. Con gái tôi mặt mụn thành ra nó che lại. Vậy hả? Ừ. Cũng được đi. Được ha. Ừ. Thấy hai đứa xứng ha. Xứng. Giờ đi qua với người ta đi. Theo tao. Nè, coi mắt nè, đi. Coi mắt vợ mày quậy mày chết thôi tao nghe. Đi qua đây. Má từ con nó không có những gì đó. Tôi coi đi. Đi qua đây. Chị xui cho hai đứa đó gần nhau nha chị ha. Dạ rồi. Nè, nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau. Ê sao? Mày mới chưa gì mày đánh con tao vậy mày? Đi qua xin lỗi người ta. Đàn ông đó mà vũ phu à. Chết gì tao. Đứng qua đi. Đứng vô người ta đứng đi. Nắm tay người ta xin lỗi đi. Nắm tay cho người ta xin lỗi. Anh Ba. Không có từ từ gì hết. Hồi sáng tao mà nghe lời mày được rồi. Bây giờ dứt khoát. Khỏi cưới vợ con. Sao ba? Đi về, khỏi cưới vợ gì hết. Đi qua đây. Mày muốn tao ra. Đi qua đây. Không, không cưới vợ gì hết. Không có quyết. Không có đám cưới, đám cưới. Má không gả con cho thằng này nha. Cái dòng họ nó không ra gì thì má không gả con, yên tâm đi. Đi vô nhà, đi. Vô nhà. Không đám cưới. Không có đám cưới gì hết rồi. Con tôi giận con chết. Mày, cái gì? Ba không cưới vợ con tự giận chết. Ủa là sao? Người yêu của con. Vậy? Ảnh là người yêu của con. Vậy? Cái gì vậy? Ủa tụi bay yêu nhau hả? Dạ. Thôi yêu kệ, tao con không cưới luôn. Mày bỏ con giận chết à, con tự giận chết à. Không, giờ mày cưới. Đâu? Khoan. Ý chị sao? Quan gia ngõ hẹp quá. Tao không ưa cái thằng cha này. Mà bây giờ là tụi bay yêu nhau. Bây giờ cái kiểu này tao tự giận tao chết. Sao bóp cổ tôi? Không. Được rồi. Bây giờ thôi. Bây giờ sự việc bây giờ rồi. Cốt khỉ hoàng cổ khỉ rồi. Cái tình duyên cũng gặp nhau rồi. Bây giờ ý chị sao? Tôi thấy bây giờ là cho tụi nó lấy nhau luôn đi chị. Đúng chị biết rồi, sao không? Sao? Tại vì tôi sẽ sớm muộn gì á. À, ý ông nói là đường nào cũng về La Mã chứ gì? Đúng rồi. Phải nói ngày hôm nay á, lúc đầu mình cũng chờ đợi một câu chuyện có vẻ hơi khác. Câu chuyện này có thể nó sẽ rất là lâm ly, Thành em mới bắt nguồn bằng cái chuyện bánh cuốn ấy. Nhưng mà đúng là mình đã bị cuốn theo câu chuyện của chị Phương Dung, một câu chuyện mà tràn đầy cái sự lạc quan. Thì bây giờ mình thử trong cái không khí lạc quan như thế này á, mình cùng thử ngược thời gian hồi nhớ một quãng thời gian xa xưa hơn đi. Chị còn nhớ được đến bây giờ là những cái mầm mống của một nghệ sĩ nó xuất hiện ở trong chị không? Thật sự chị không có mầm mống nghệ sĩ em. Gia đình chị cho tới tận bây giờ, từ cha, từ mẹ, từ các em, từ các ông, mà chưa có ai đi theo cái ngành nghề của chị hết. Lúc trước chị nghĩ là cái nghề của chị là cái nghề là về kỹ thuật á, quạt máy nè, máy cassette nè, rồi radio nè, tất cả những kỹ thuật đó mà nhà hư là chị sửa đó. Nhưng mà thật sự mà nói là tính ra làm nghề đến nay cũng là gần 40 năm, rất là nhiều thăng trầm. Nếu mà các bạn thấy bà Phương Dung bây giờ mà ngồi mà vững chãi vậy rồi, nhìn thấy có vẻ quý phái sang trọng, nhưng mà ngày xưa đó là đã từng ở một cái phòng trọ là chỉ là vừa trải đủ cái chiếu,
không có xe đạp mà đi. Mỗi lần mà đi diễn thì Tấu hài là phải đi bộ hoặc là mượn cái xe đạp của cái bạn sinh viên. Thì khi mà Phương Dung đi, nếu mà ai nhận diện Phương Dung thì Phương Dung nói là ừ, đạp xe đạp cho nó thể thao, nhưng mà thực sự là không có xe. Rồi có những ngày mà Phương Dung cũng không có một miếng cơm để ăn, đi vét hết nhà coi có 200 tỷ 200 á để kiếm mua gói mì gói 800 mà cũng không có đủ. Đói vì sao? Thì cái mấy cái bạn sinh viên ở kế bên phòng, lúc họ cũng khổ nha, sinh viên là biết khổ rồi. Họ ăn cơm như gì, họ ăn cơm muối đậu, đậu phộng rang muối đó. Thì Phương Dung giả bộ Phương Dung đi ngang qua cái phòng đó, trời ơi tôi thích ăn món người Bắc lắm. Cơm muối đậu ăn ngon lắm. Thì đã nói như vậy thì bắt buộc là mấy em nó phải mời mình thôi. Mời vô ăn chén cơm, thật sự lúc đó là đói không có gì ăn. Nhưng mà Phương Dung không làm phiền đến gia đình của mình. Tại vì mẹ lúc đó là ba mất sớm, mẹ một mình phải nuôi 4-5 đứa con. Cho nên gia đình lúc đó là không biết gì là cái cuộc sống Phương Dung hết. Thậm chí có những khi mà mình nghĩ là khổ quá thì mình có thể làm cái gì khác không? Không có gì làm được hết á. Đó là những khoảng thời gian mà Dung dám chắc là những ít những người nghệ sĩ như Dung. Thành ra ngày hôm nay là khi mà Phương Dung có được rồi á, tích thủ thân cho mình một ít, lo cho đời, còn bao nhiêu là xài rất là thoáng để bỏ những cái ngày tháng quá cực khổ. Câu chuyện rất là xúc động, nhưng nó được kể bằng một cái giọng trào lộng của một nghệ sĩ hài và rất là duyên dáng. Hẳn là người ta phải đi qua những cái năm tháng đấy như thế nào, đối mặt với nó, vượt qua nó để ngày hôm nay có thể ngồi đây như chị Phương Dung và chia sẻ với nó một cách rất là thoải mái, vui vẻ như thế. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những khán giả đã theo dõi Phương Dung bao nhiêu năm qua, có lẽ có những câu chuyện mà hôm nay họ mới được biết. Xin cảm ơn chị rất rất nhiều. Cảm ơn em. Và Phương Dung cũng xin cảm ơn quý vị khán giả lúc nãy giờ là đã là theo dõi một câu chuyện mà góp khuất chút là cho tất cả mọi người. Khán giả thân thương Phương Dung là lúc nào cũng có sức khỏe và nhớ là phải ủng hộ Phương Dung, thì để cho Phương Dung còn tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình. Một nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu hài, một gương mặt của mọi nhà, người đã ghi những dấu ấn mạnh mẽ với một phong cách hài đặc trưng không thể nhầm lẫn. Nghệ sĩ Hồng Tơ, với những câu chuyện chưa từng được kể cùng những nỗi niềm khó bày tỏ, lần đầu đến với đời nghệ sĩ. Diễn một đêm thì chỉ có 50-100 ngàn một đêm, mà bây giờ tự nhiên mời được 1 triệu, 1.2 triệu, 1.5 triệu, cho nên nó thì khi mà có tiền rồi thì nó cũng sanh ra có những cái hư đốn. nó làm thay đổi con người của mình. Đời nghệ sĩ với sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Tơ, phát sóng vào lúc 19:15 chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên VTV9. Và sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị nữa được các nghệ sĩ mang đến trong không gian quen thuộc của chương trình Đời Nghệ Sĩ với khung giờ quen thuộc 19:15 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và đến đây thì câu chuyện vô cùng thú vị của Minh Đức và nghệ sĩ Phương Dung cũng đi đến hồi kết rồi. Minh Đức và chị Phương Dung xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.